Những hình ảnh được ghi lại khi lực lượng cảnh sát biển đang bắt giữ một vụ buôn bán dầu trái phép trên biển cách đây vài ngày. Vụ bắt giữ có số lượng tàu lớn nhất từ trước đến nay. 3 tàu nước ngoài, 3 tàu cá Việt Nam với hơn 700.000 lít dầu DO. Những tàu này bị bắt giữ khi đang mua bán dầu trên vùng biển Tây Nam, vùng biển giáp danh với biển của Thái Lan và Malaysia. Tại vị trí này, khi bị phát hiện, những chiếc tàu có thể nhanh chóng chạy sang vùng biển nước khác. Là vùng biển tiếp giáp với nhiều quốc gia lâu nay, khu vực biển này đã trở thành một cái chợ ngầm của hoạt động buôn bán dầu lậu trên biển. Và càng vào những đêm tối trời thì hoạt động của khu chợ này lại càng diễn ra sôi động, bởi các đối tượng buôn dầu lậu hy vọng có thể lợi dụng đêm tối để qua mặt được cơ quan chức năng. Đó chỉ là một trong số rất nhiều cách mà những tàu mua bán dầu lậu sử dụng. Đây là những con tàu của ngư dân Việt Nam tham gia mua bán dầu lậu được lai dắt về cảng. Tàu của Việt Nam nhưng lại sơn màu vàng, giả là tàu cá Malaysia, số hiệu cũng sửa lại để trốn tránh sự truy đuổi khi bị phát hiện. Còn đây là cách thức liên lạc giữa những chiếc tàu chở dầu Thái Lan với tàu cá Việt Nam, do chính thuyền trưởng tàu chở dầu Thái Lan khai báo. Tôi nhận lệnh qua điện thoại vệ tinh từ trong đất liền Thái Lan. Họ báo cho tôi số hiệu tàu sẽ mua dầu và tàu đậu vùng biển. Đến đó nhìn đúng số hiệu tàu đó thì bơm dầu theo thỏa thuận. Việc giao dịch tiền bạc thì trong đất liền sẽ tự thỏa thuận. Giá dầu lậu hiện nay thấp hơn giá dầu trong nước khoảng 1/3. Với các ngư dân, mua dầu lậu, họ vừa phải trả ít tiền lại tránh được chi phí và thời gian quay lại bờ tiếp dầu. Vì thế mà họ sẵn sàng mua bán dầu lậu trên biển. Đáng nói là đang xuất hiện tình trạng ngư dân bỏ nghề cá để chuyển sang chở thuê dầu lậu. Một số ngư dân ta là bỏ nghề truyền thống của mình, tham gia vào cái hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển và xảy ra những hiểm nguy lớn cho các ngư dân. Vì hoạt động buôn lậu thường là vào ban đêm và lợi dụng những thời tiết xấu. Trong lúc đó thì phương tiện mà vận chuyển thì của ngư dân chúng ta là không đảm bảo cải hoán từ tàu đánh cá sang để vận chuyển dầu. Cho nên khi mà gặp thời tiết phức tạp thì các ngư dân tham gia buôn lậu trên biển xảy ra rủi ro tai nạn rất lớn về hàng hải rất cao. 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ 11 vụ buôn lậu dầu trên biển, thu giữ hơn 1 triệu lít. Nhưng đây có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều này không chỉ làm ngân sách nhà nước thất thu hàng nghìn tỷ đồng, mà còn có nguy cơ đe dọa an ninh trên biển. Và bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chức năng, thì cũng cần có những chính sách hậu cần nghề cá cho ngư dân, để họ không trở thành người vô tình tiếp tay cho những kẻ buôn bán dầu lậu.